Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan ra sao sau tai nạn giao thông nghiêm trọng? Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan nhận lời làm cố vấn nghệ thuật của cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022. Dù đang trong giai đoạn hồi phục, song ngôi sao kỳ cựu chia sẻ lúc nào cải lương cần mình cô sẵn sàng có mặt. Để công việc không bị trì trệ thêm, khi vừa hồi phục sau tai nạn hồi tháng 5 vừa qua, cũng là lúc nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan trở lại với guồng quay tất bật thường ngày. Không chỉ tái xuất trên sân khấu nghệ thuật, cô còn nhận lời tham gia ban cố vấn nghệ thuật của cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 cùng nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú Diệu Đức và nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Về lý do nhận vai trò đặc biệt này trong giai đoạn đang phục hồi sức khỏe, ngôi sao 56 tuổi chia sẻ: "Tôi đã làm thành viên ban cố vấn nghệ thuật của giải Trần Hữu Trang 2020. Vì vậy khi tôi bình phục và trở lại hoạt động thì ban tổ chức có nhã ý mời tôi trở lại với vai trò này bởi tôi đã hiểu rõ công việc của mình. Khi nhận được lời mời, tôi cố gắng thu xếp lịch trình, thấy sức khỏe của mình cũng ổn định hơn nên tôi đồng ý." Hồi phục sau tai nạn, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan tâm sự, ưu tiên lớn nhất của cô thời điểm hiện tại là sức khỏe. "Tôi ý thức được sức khỏe thực sự rất quý, không có sức khỏe thì không làm gì được. Khi trở lại công việc, tôi may mắn được cả